một người đàn bà mà 8 năm qua ta đã đem mối tình hờ ra bao bọc, để rồi những ngày tháng qua đã tạo cho ta niềm rung cảm êm đềm. Không, không, ta không thể giết nàng bằng một chiếc đóng dược. Trời đóng dược tiêu viên phải vui chết đi, để trong giữ tròn bổn phận làm con cho tôi với kim cộng sớm được đoàn viên và sớm được trùng phùng nơi Lữ huynh. Xin vĩnh biệt. Quên, nếu độc dược kia là nhưng giúp nàng sớm gặp kiếm tùng nở chính túi thì chính nó cũng làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Những cái trốn giống một quần lương.
lần một đi vang đất hồ.